bên đây thì nó phóng qua bên kia nó mất. Con khỉ. Con khỉ đã lột luôn cái xe luôn. Bởi vậy mấy quý vị mà đi rừng sáng là quý vị phải ở trực xe nha. Rồi bye bye em. Đây, bật rồi đó. Đây. Rồi lên đi con. Nó lại nó kìa. Coi chừng cái điện thoại nha chị. Tin là hồi nó giật lắm. Đây. Lẹ lắm. Đây rồi. Đây nè kìa. Con thử ơi để người ta ăn, có ngon mà. Ăn một cái chứ xin rồi. Cho hai vô cổng mình rước mới chạy đi. Cầm đừng quay nó. Nồi nó no rồi đó. Không thành được. Vậy hả? Nay nhiều, nay đồ ăn ta cho nhiều lắm. Hôm nay chưa được, ta cho nhiều. Ta nói bánh mì lờ, nó ngoài nó không thèm lấy. Rồi kết thúc làm sao chị? Chưa, chưa nè, thì cứ quay nó đi. Dễ thương không? Quay mấy chị. Ờ, mì còn đó. Thấy không? Thấy quay không? Quay được không? Được, được. Chậm chậm. Cái gì mà dưới đất như cái đống vậy ta? Ờ, ta cho ăn á. Ta cho ăn đó. Qua wow, mấy bạn ơi. Quýt, quýt, quýt. Có gì cán đó nha anh. Không có đâu. Dễ gì, nó khôn lắm. Trời ơi, nó khôn lắm. Tàu đó mà nó nhào lên nó chụp nó giật liền. Em thích mấy cái con mà mẹ mà ôm con á, cưng đó, hết sức vậy đó. Thấy nó ôm con. Còn giờ này mẹ ta mới vô kìa. Mấy người sẽ đi trễ dữ ha. Không có, mà đâu. Đây nè mới vô. Ở này mấy người chắc người ta ở gần. Còn mình đi kia là mình còn mấy xe này chở mấy thằng Tây nữa. Trời ơi, nó leo nó lượm lượm cái gì ba mũ hả? Nó rinh lên kia. Rồi đưa đây chị.